Chào mừng các bạn tới khách sạn dành cho thú cưng. Đứa con tinh thần của Amol Amro, một người tị nạn Palestine, biến villa của mình thành nhà nghỉ dưỡng cho chó mèo. Các khách hàng tới đây được chào đón nồng hậu và nựng nịu, cưng chiều hết cỡ. Chó có phòng nghỉ trưa riêng, có thể ở qua đêm hay ghé chơi trong ngày. Có dịch vụ tỉa lông, chải chuốt cho các khách hàng có nhu cầu. Khách quen sẽ được ưu đãi đặc biệt. Mỗi ngày đều có một lịch trình sinh hoạt dày đặc để khách hàng không có cảm giác nhàm chán trong lúc chờ được chủ tới đón về. Mèo có khu sinh hoạt riêng, rộng khoảng 400 mét vuông, có sân vườn rộng để đi dạo. Phòng ngủ có trải thảm được trang bị đầy đủ từ đồ ăn thức uống tới tã vệ sinh. Chủ nhân khách sạn đang muốn mở rộng thêm các dịch vụ thú y như cung cấp cả vaccine và giấy tờ khai báo cho các thú cưng đi du lịch nước ngoài với chủ. Giá phòng khách sạn ở đây mỗi đêm là 10 đô la cho mèo và 15 đô la cho chó. Các dịch vụ chăm sóc ban ngày được tính tiền theo mỗi giờ. Chi phí tiền ăn là từ 2 tới 3 đô la cho mèo và 5 tới 10 đô la cho chó. Tùy loại thức ăn, đồ khô thì rẻ hơn đồ tươi. Trung bình có từ 12 tới 15 thú cưng lưu trú tại khách sạn này mỗi ngày.